Ok, hello hello mọi người. Lâu lắm rồi mới có cái buổi kiểu ngồi chat với nhau như thế này, sharing như thế này của Ace Mentorship. Với cả cái chủ đề hôm nay thì khá là interesting. Thì mình có mời được một số các anh các chị, thì đúng hơn các chị, không có các anh, các chị và các chị có bạn là từng học MBA, Master, và hiện tại thì đang đi làm tại Mỹ rồi. Thì cái lý do mà có cái buổi hôm nay là bởi vì có một số bạn là đang học MBA và Master sắp tới đi internship có reach out đến mình. Có muốn hỏi là chị ơi, chị giúp connect với các anh chị đi trước để share một cái buổi sharing để bọn em học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị ý. Bây giờ thì internship khó khăn lắm, cho nên muốn có các cái kinh nghiệm để làm thế nào để làm cái và cái internship tốt nhất. Hy vọng là sẽ có cái returning offer, bởi vì mọi người biết là hiện tại thì kiếm internship rồi kiếm job rất là khó khăn. Cái buổi này thì more like sẽ là buổi sharing Q&A, and mình hy vọng là sẽ đến cuối phần cuối đó là sẽ là trực tiếp Q&A của các bạn mà đang cho cái call này. Thì cái buổi này nó khá là freestyle. Tuy nhiên thì có một cái nốt là các bạn, khi các bạn không nói, trừ các bạn speaker ra, thì mọi người on mute giúp mình nhá, để đỡ bị ảnh hưởng đến mọi người. Thì đầu tiên thì chắc là sẽ có giới thiệu qua về ba bạn speaker là gồm Nga Lê, Ngọc Phạm và Lan Lê. Lan Lê thì không biết là prefer được gọi là Kara hay là Lan. Thì chắc là các bạn sẽ giới thiệu qua về bản thân. Hiện tại thì các bạn học tốt nghiệp trường nào, hiện tại thì đang đi làm ở đâu, vị trí gì. Maybe là start với từ bạn Lan trước nhá. Ok, mọi người có nghe em thấy em nói không? Chị vẫn nghe em nói đúng không? Ok, thì mình cứ gọi là Lan cho dễ nhớ. Mình thì tốt nghiệp William Mary MBA năm 2019. Sau đấy thì mình vào Amazon theo chương trình Retail Leadership Development Program. Sau đấy thì bây giờ mình đang transition sang làm Senior Product Manager. Mình đang làm vị trí này được khoảng tầm hơn 2 năm ở Amazon. Và bây giờ mình đang làm cho team Prime Student ở US. Nice to see everyone. Alright, Brand Student đúng không? Ok, Yeah, hơi hơi lạc đề một tí nhưng for some reason là chị vẫn có Brand Student discount. Mặc chị dù chính là là abuse của em đấy. Em phải xử lý những người như chị. Em bảo những người như chị. mình bảo mình tốt nghiệp cách đây kiểu 5-6 năm mà vẫn được cái discount đấy. Nhưng mà no worries em, bởi vì chị không dùng, bởi vì chị dùng dùng chung với anh chồng chị, cho nên là chị có pay full price. Ok. Đang định hỏi email chị là gì để em kick chị out. Next one mời Ngọc Phạm. Chào các bạn. Thì chị tên là, tôi cứ gọi là chị. Chắc là em là trong này. Chị là người chị học ở Emory, tốt nghiệp năm 2021. Intern thì chị không làm ở Capital One, intern thì chị làm về consulting ở bên. Còn sau đấy thì chị dạ, tốt nghiệp thì chị làm ở Capital One Business Managers và làm gần được 2 năm rồi. Thank you Ngọc. Rồi cuối cùng Nga Lê. À, hello mọi người có nghe thấy mình không? À, thì mình có tốt nghiệp William Mary năm 2018 và trong cái khoảng thời gian học MBA thì mình có làm intern vị trí là HR Leadership Development Program với Amazon. Sau đó thì cũng có nhận được return offer và quay trở lại làm vị trí HR ở đó. Thì mình có làm ở vị trí làm ở cái team hiện tại. Actually làm ở Amazon là 5 năm và hiện tại thì mình đang là Senior Program Manager cho mảng là People Analytics của team HR Devices. À, và rất vui khi được gặp và trao đổi với mọi người hôm nay. Okay, thank you mọi người, thank you các bạn speaker, bởi vì hôm nay dành thời gian vào cái ngày cuối tuần đúng không?
Thì cũng có rất nhiều các bạn gửi cái đăng ký cái form rồi là gửi question về cho các bạn speaker, thì mình sẽ đi về đi qua các cái câu hỏi đó. Thì có một số các bạn có hỏi về làm thế nào để có internship, rồi là chị ơi học MBA hay học MS để được làm PM nọ kia đó, thì một số cái câu hỏi nó cũng rất là hay, nhưng mà tuy nhiên thì nó lại không include trong cái gọi là khuôn khổ cái buổi sharing này. Buổi sharing này thì cái idea của nó là tập trung nhiều giúp trả lời các cái câu hỏi cho các bạn sắp tới đi internship, rồi muốn tìm hiểu xem làm thế nào để có một cái internship tốt nhất để có returning offer. Còn cái sharing về kiếm internship thế nào, rồi thì maybe là sẽ mời các bạn trong cái call hôm nay. Bạn nào có muốn làm speaker thì reach out đến mình, thì mình sẽ làm một buổi sharing cho các cái bạn sắp tới đi học MBA, MS là việc tìm internship khó khăn hơn. Thì ok, mình sẽ start cái Oh, by the way, là lâu rồi mình không host những cái buổi sharing này, cho nên là khi mà mình nói có hơi nhiều ấy thì các bạn bỏ qua cho mình. Right. Rồi cái first question ở đây là challenges during the internship. Challenges ở đây thì là sẽ bao gồm những cái gì liên quan đến task, những cái về công việc, những cái liên quan đến network, những cái liên quan đến cả management, relationship management. Thì maybe là sẽ là câu hỏi hơi chung chung, thì maybe mình sẽ list ra khoảng top 3 đi, top 3 challenges trong cái internship mà các bạn speaker đã gặp phải, và maybe là một số cái mà cái solution các bạn đã handle nó như thế nào. Maybe là sẽ mời Nga trước ha. Ok, cảm ơn anh vì câu hỏi. Chắc là mình cũng vừa nghĩ, vừa đã câu hỏi nên vừa suy nghĩ, nên là nếu có gì thì mình sẽ vừa xin phép được bổ sung thêm sau nha. Mình nghĩ là trong cái quá trình thực hiện internship là hồi đó thì mình có làm ở Amazon thì cũng có một số thứ. Cái thứ nhất thì mình nghĩ là câu chuyện về kiểu mình chỉ có 3 tháng làm việc intern ở đấy thôi, nhưng mà mình lại phải deliver results, phải earn trust, rồi cũng như là kiểu cũng phải rất là hiểu văn hóa cách làm việc của công ty, bởi vì đôi khi cũng là một cái vấn đề đấy, nhưng mà cái cách tiếp cận của mình nó không giống như cách mà người gọi là Amazonian things and do it, thì thật ra là actually thì nó cũng doesn't work. Thì thời điểm đấy thì mình nghĩ là cái khoảng thời gian là short timeline và cũng như là cái scope of work cũng là một cái mà cũng là challenge tại thời điểm đó. Cái hai cũng là actually là thời điểm đó thì mình nghĩ là liên quan đến việc gọi là how to gọi là work with manager, bởi vì thời gian đầu thì mình cũng có một chút interesting là mình có một chút conflict với manager bây giờ mình, và làm thế nào để mình kiểu turn the table để khiến cho người ta bắt đầu có thiện cảm với mình, và cũng như là để có thể gọi là get được cái full time offer tới thời điểm sau khi mà mình tốt nghiệp. Thì đấy là mình nghĩ là có hai cái gọi là situation nho nhỏ trong cái case của mình. Thì cái thời điểm mà lúc mà mình làm internship thì cách đây là chắc là cũng phải 6 năm rồi, thì lúc đó thì khi mà cái scope of work khá rộng thì mình nghĩ là có một cái tips ban đầu đấy là làm sao để mình có thể frame được cái scope of work của mình, bởi vì giai đoạn đấy thì cái project của mình có một được giao đấy là mình phải nghĩ ra một cái program và làm sao đấy để giải quyết được câu chuyện là career development cho các bạn software engineer. Thì lúc đấy cái problem statement nó là đơn giản là các bạn engineer đang không happy với cả cái career advancement ở Amazon, chỉ có một câu một dòng như thế thôi. Nhưng câu chuyện là career advancement như thế nào, rồi là như thế nào là career advancement, là promotion, là transfer hay là kiểu upskill, thì cái đấy nó lại không rõ. Và cái thời điểm đấy thì mình cũng có scope of work của mình là support cho global business, tức là có rất nhiều các country khác nhau. Thì trong những cái khoảng thời gian đầu thì mình cũng có chia cái timeline của cái internship ra những cái khoảng thời gian nhất định để mình xem là mình nên aim làm những cái gì. Ví dụ như chẳng hạn như mình có một cái final presentation thì mình phải work backward lại là mình có một cái midpoint internship check in maybe vào cái tuần thứ 6 chẳng hạn, thì cái tuần thứ 6 đấy mình phải achieve được cái gì, ví dụ như là at least tại thời điểm đấy mình phải xong được cái direction, phải xong được cái program hay là cái cách gọi là định hướng mà mình sẽ định làm cái dự án đấy như thế nào. Và working backward lại thì có thể là tuần đầu tiên của mình sẽ là tuần onboarding,
thì tuần thứ hai của mình sẽ là cái tuần mà mình make sure là mình phải finalize xong cái scope of work của mình để mình biết là cái scope of work nào sẽ gọi là feasible trong cái quãng thời gian internship. Bởi vì mình thấy có một cái điểm rất là khó, thời điểm đấy là nếu như mình làm cái scope quá rộng thì mình sẽ có thể làm không hết, thì buộc là mình làm sao để mình có một cái alignment, một cái agreement với manager tại thời điểm ban đầu là scope of work. Cái thứ hai nữa là trong tuần thứ hai và tuần thứ ba thì mình cũng có clarify lại cái expectation của manager. Thường thì trong cái suốt cái quá trình internship thì mỗi công ty sẽ có những cái criteria khác nhau. Thì mình cũng bật mí một xíu, nếu mà bạn làm internship ở top tech thì thông thường là Alex Amazon thì mình thấy là có bốn cái tiêu chí quan trọng nhất. Cái thứ nhất đấy là về technical và functional capability, tức là mình có khả năng để deliver và có những cái technical skill ở trong cái job đấy hay không. Cái thứ hai đấy là liên quan đến gọi là ở Alex Amazon thì đấy là liên quan đến culture fit, đấy là leadership principle, là mình có ngoài việc là mình deliver cái what thì cái how cũng rất là quan trọng, tức là đôi khi cũng một vấn đề đấy mà tiếp cận theo một cái vấn đề khác thì nó sẽ ra một cái tức là kiểu nó cũng sẽ có những cái kết quả hoặc là những cái tương tác khác. Thì cái việc là cultural fit là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba mà thời điểm đấy thì mình cũng nhớ đấy là liên quan đến gọi là overall coachability, có nghĩa là ok, it's ok thời điểm đầu thì mình make mistake, mình chưa rõ, mình làm vẫn như cái case của mình là mình có một chút gọi là trục trặc nhỏ với manager thời điểm đầu chẳng hạn, thì làm thế nào để mình showcase ra được là mình có thể coachable, mình có thể thay đổi, take feedback và incorporate feedback, và sau đó thì họ có thể là consider cho cái kết quả oval vào cuối cái thời gian internship. Thì để nói ngắn gọn lại thì mình muốn nói ở đây đấy là challenge của mình thời điểm đấy là scope of work, và thứ hai nữa là liên quan đến gọi là hiểu những cái expectation và cũng như là deliver được những cái expectation đấy của intern manager. Em share tiếp luôn nha để mình move nhanh nha. Em nghĩ là cái biggest challenge của em nó khá là giống với chị Nga. Cái điểm thứ hai là cái manage expectation ấy. Đấy là chị Nga thì nói về scope, còn em nghĩ là timeline là một cái rất là quan trọng trong việc là manage expectation của manager. Ví dụ như là mình sẽ tự put bản thân mình vào một cái rất là bad situation nếu như mà trong các cái buổi weekly meeting với manager ấy, manager hỏi một câu là ok, tao nghĩ là tuần này mày phải xong cái này rồi, mày đã xong chưa? Mà mình lại bảo là ô tao chưa start chẳng hạn, hoặc tao chưa xong, thì đấy là một cái misalignment in terms of timeline. Cho nên là expectation về mặt timeline đối với manager rất là clear. Thậm chí là khi mà mình là intern ấy, có rất là nhiều nơi họ sẽ kiểu như là ok, intern does this, intern does that. Tức là mọi người sẽ không clear scope, cho nên mọi người sẽ nhờ vào, mọi người sẽ bảo là ok, tao nghĩ là scope mày phải làm cái này cái kia đấy. Thì nếu mà mình không biết say no, mình cứ take on, sau đó thì đến những cái key deliverable mình không make được đúng cái timeline mà manager expect, thì khi đấy mình sẽ liên tục bị misalign như vậy, và người ta sẽ cảm thấy là không hài lòng về cái work của mình. Cho nên là ngay từ những cái tuần đầu tiên ấy, thì mình nên set up ra một cái timeline rất là rõ ràng là tuần nào finish cái gì, và mình sẽ keep track cái đấy. Ví dụ nếu một tuần nào đấy mà có một người cao hơn chẳng hạn, hoặc là một người mà more important you think, more important mà ask mình là ok, tuần này mày có thể giúp tao làm cái này được không, thì mình phải ngay lập tức trao đổi với manager luôn, bảo là ok, nếu tuần này tao làm cái này cho người này thì tao sẽ phải put cái kia below the line, vậy thì mày có ok không, và cái đấy nó có thật sự impact, nó có rất là quan trọng cho cái final deliverable của tao không, tao có nên make this above the line không, thì mình phải trao đổi cái đấy với manager ngay lập tức, chứ mình không nên tự quyết định một cách tức là lúc nào cũng nên tự quyết định như vậy khi mà mình chưa có đủ thông tin, mình chưa có đủ assessment ấy, để đến lúc mà khi mà mình nói chuyện với manager trong weekly basis chẳng hạn, hoặc là bi-weekly, thì mình không biết được những cái mà người ta expect mình làm, trong khi đấy mình lại làm những cái mà người ta không expect mình làm. Thì cái đấy là cái mà đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là đối với internship thì người ta expect mình ramp up even faster than full time, cho nên là mình phải ramp up in terms of stakeholder management rất là kỹ. Cái đấy nghĩa là gì? Tức là mình phải biết được là trong công ty của mình là know who does what, tức là trong khoảng tầm mấy tuần đầu ấy, mình phải rất nhanh trong việc xác nhận ra là những cái quyết định này là quyết định của phòng nào, ban nào, người nào, ai là người key decision maker trong từng cái lĩnh vực đấy. Ví dụ như ngày xưa công ty mình làm internship là công ty về cyber security, nó có một vấn đề rất là lớn trong công ty là nó rất là politics, các phòng ban rất là politics với nhau. Thì thường là politics là gì, họ sẽ một là họ sẽ fight for resources một cách khá là politically, và họ sẽ nhiều khi là mặc dù là cùng làm trong một dự án nhưng mà các phòng ban họ có những cái different opinions và mình là người ở giữa, cho nên là mình phải biết được là từng cái decision nhỏ thì ai và phòng ban nào là người make cái final say, và mình phải biết tận dụng những cái người đấy. Vậy thì trong những cái tuần đầu ấy, ngoài việc là phải lăn xả nói chuyện với mọi người, thì mình phải học được là
know who does what, và mình phải biết được cái đấy để khi nào mà mình cần thông tin gì thì mình biết là mình phải tìm đến ai, hoặc là mình biết là ok thông tin người cuối cùng cho mình thông tin chính xác nhất là ai. Thì đấy là hai cái mà em cảm thấy rất là vật vã trong khoảng tầm 1 tháng đầu. Nhưng mà đấy là hai cái challenge và em nghĩ là có thể là applicable cho rất nhiều các vị trí khác. Để em nói tiếp về của em thì em đồng ý với hai chị, em cũng gặp challenge the same khi mà em bắt đầu internship, nhưng mà có một cái khác nữa đó là mình phải hiểu vị trí của mình ở đấy đóng góp cái gì. Lúc đấy ban đầu thì em rất là struggle với technical skill là làm thế nào để building style theo kiểu bên, và em mất rất nhiều thời gian cái đấy. Nhưng mà thực chất ra thì vị trí của mình là consultant, nó more about like strategy thinking, là mình lay out roadmap rồi mình giải quyết vấn đề hơn là mình là đứa building slide. Thì cái vấn đề của em là em dành quá nhiều thời gian và quan tâm quá nhiều vào cái việc build up technical skill, trong khi đấy mình lại không có một cái show off được cái strength của mình và cái vị trí của mình, người ta cần ở cái chỗ nào là be more strategic. Thì sau đấy thì em có nghĩ là ok, thế thì mình phải approach different, là mình sẽ show off là mình phải có strategic thinking bằng cách là mình nói chuyện thẳng với sếp của mình là tao nghĩ vấn đề này thì nên giải quyết như này, mày nghĩ như thế nào. Còn cái về vấn đề technical skill thì em vẫn improve, nhưng mà em sẽ sợ tìm sự trợ giúp, nhất là từ những cái team member của mình ấy. Thì những bạn mà càng lower hơn mà các bạn bắt đầu cùng với firm ngay từ ban đầu thì các bạn cái technical skill rất là tốt, thì mình có thể sợ tìm sự trợ giúp của các bạn là mày có thể giúp tao show me how to do it, và như thế thì cái quá trình mình improve technical skill nó sẽ nhanh hơn, và mình có thể show up được là cái ở vị trí này mày yêu cầu tao strategic thinking thì tao có thể deliver được cái vị trí, cái skill đấy. Chị thấy cái point của ý Ngọc share rất là hay, bởi vì cái quan trọng là nó cái liên quan đến hiểu được cái role của mình đúng không? Đặc biệt là với những cái bạn, cái này nó rất là relevant với những cái bạn mà sắp tới đi làm internship ở mảng consulting đấy. Tức là các bạn có thể là sẽ nhiều khi sẽ bị confused là ô ta phải rất là tốt trong cái việc là build slide presentation cho khách hàng, hay là những cái liên quan đến Excel work, ví dụ như là doing analysis, but maybe like what they really need to do is like strategic thinking, right? Thì cái đó thì các bạn nên phải làm clear ngay từ đầu, và nó come back với cái point mà Lan với cả Nga có mention đấy, đấy là expectation với cả manager. Thì ví dụ như là một cái project nghe rất là vague như là của Nga ban đầu đấy, là làm thế nào để một cái program để show cái growth cho employees đúng không? Cho engineer, nó quá là nhiều thứ để bạn không thể nào cover được hết trong vòng 3 tháng. Đó, thì cái đấy mình nghĩ là rất là hay. Và thậm chí là kể cả bây giờ khi mà mình đi đi làm full time cũng thế thôi. Đấy là mình cũng vẫn phải clear cái expectation, know your role, là một cái điểm mà mình thấy Lan mention ấy, mà mình nghĩ là mình trước đây cũng gặp cái mistake khi mà mình mới bắt đầu đi làm rồi đi làm internship ấy, đó là xác định cái stakeholders, tức là mình không biết được là ai là stakeholders, ai là người quan trọng trong việc là decision making, và nếu như mình reach out chỉ đúng người ấy, thì nó sẽ saving a lot of time. Thì cái đấy nó rất là quan trọng. Thì ở đây có mấy cái điểm mà hy vọng là các bạn đã nốt ra. Thì tuy nhiên thì mình muốn list here, mình sẽ repeat lại một tí. Đấy, thứ nhất là scope of work, expectation, bạn có coachable hay không, cái stakeholder management và job contribution. Cái câu hỏi thứ hai mà mình muốn hỏi đấy là things I should and should not do during my internship. Lan đi. Sao thật sự em đang cười chưa nghĩ ra chị đã hỏi em. Ok, chị thấy em cười. Em nghĩ là thì em cũng đã chia sẻ qua một chút về cái things I should do rồi. Em thì vẫn nói là mình có thể ask manager ngay từ đầu luôn,
Thứ nhất là về expectation này again, thứ hai là về time mà người ta có thể spend cho mình. Ví dụ trong tuần thường thì là mình sẽ có weekly, at least ở Amazon thì em notice là người ta thường sẽ có weekly, at least là nên có một cái weekly one on one với manager. Và nếu như mình identify ra khoảng tầm 3 4 những cái key stakeholder khác thì mình cũng nên set up một cái weekly hoặc là bi-weekly meeting để follow up với họ, nhất là nếu mà cái vị trí của mình hoặc cái công việc của mình mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc của họ ấy, hoặc là rất là impact đến họ thì họ sẽ rất là interested và họ cũng sẽ muốn biết là cái progress của mình như thế nào. Thì mình cũng muốn check với họ là những cái mà mình đang làm nó có đúng không. Theo cái understanding của họ thì họ có thể give mình feedback trong quá trình mình làm. Thì đối với những cái key stakeholder và manager, mình nên có rất là frequent meetings, one on one. Thì đấy là cái thứ nhất, là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là như chị Nga nói là mình phải xác định những cái checkpoint. Thì những cái checkpoint này thì trong Amazon, thì ví dụ như trong Amazon thì thường lại có 2 đến 3 cái key checkpoint ở trong một cái internship. Ví dụ như là sau 1 tháng thì các bạn sẽ phải, thường là Amazon thì các bạn sẽ phải viết doc đúng không? Ở các chỗ khác thì cũng sẽ phải build Excel này, hoặc là build những cái deliverables đến draft version. Thì cứ 1 hoặc 2 hoặc 3 tháng là các bạn sẽ nên, cũng nên ngồi lại với các stakeholder và manager để review cái draft đấy của mình, xem là cái draft này nó đã cover gì mà key question mà họ cần hay chưa, và nó đã address được cái big cái problem các bạn đang try to solve hay chưa. Thì những cái checkpoint đấy sẽ, nó sẽ giúp mình make sure là mình đang đi đúng hướng, và make sure là cái end result của mình nó answer được cái problem mà được đặt ra ngay từ đầu ấy, và nó sẽ giúp được những cái stakeholder quan trọng của mình. Thì đấy là cái part đầu tiên là về meeting và checkpoint. Cái thứ hai nữa em nghĩ là thing you should do ấy, là cái này nó rất là quan trọng, là giống cái điểm mà Ngọc nói đấy, là mình nên biết cái vị trí của mình là gì, và mình không nên làm hộ người khác những việc mà mình not supposed to do. Đấy đấy là cái một cái advice mà các bạn SDM senior, các bạn development đấy, các bạn ấy đã từng nói với mình, đấy là việc của bọn tao là nghĩ ra solution về mặt technical, việc của mày là nói cho bọn tao problem, chứ không phải là ok mày biết problem là như này, mày không, tao là tao nghĩ chúng mày nên giải quyết bằng việc create cái này hay làm cái kia. Không, mình không go to that level of details, mà mình chỉ cần, mình với vai trò là một PM chẳng hạn, thì mình chỉ nghĩ ra là ok với cái vấn, với đây là cái vấn đề, đây là customer problem, thì bây giờ mình sẽ cần phải discuss xem là cái technical solution của nó là gì, và cái người mà biết chắc chắn, biết rõ nhất về cái mặt technical là những bạn SDM, những bạn SDE, thì mình phải discuss với họ, chứ mình không nên làm thay họ. Bởi vì khi mình làm thay xong thì come back lại họ bảo ô cái này của mày không work đâu, cái này không đúng đâu, current infrastructure không work like this, thì mình sẽ waste rất là nhiều time, và họ sẽ, mình sẽ không earn trust được của họ, bởi vì họ cảm thấy là mình đang tell them what they do best. Cho nên là mình phải biết được, là mình phải biết được cái role của mình, và mình phải rất là hiểu được là ai là người expert vào cái này, và mình sẽ lean in vào họ, chứ không nên là tự tự invent ra cái solution như thế. Thì đấy là vừa là should và vừa là should not do nữa. Cái thứ ba là em nghĩ là should not do during internship ấy. Thì khi mà mình cảm thấy là có một cái conflict, cái này là em nói trên personal experience của em, vì em nói là trong công ty ngày xưa em làm intern thì rất là nhiều politics, và trong cái meeting thì mình thấy ngay cái conflict giữa các team. Thì khi mà có conflict ấy, thì nhất là những cái điểm mà mình cảm thấy là người này nói A nhưng người kia lại nói B ấy, thì mình không nên meeting individually với họ, và mình nói là ok hôm trước tôi nói chuyện với ông A thì ông A ông nói thế này cơ, và mình như kiểu là third party, mình nói lại như thế. Khi mà mình identify ra một conflict, ngay lập tức mình sẽ set up meeting với tất cả những cái party liên quan, và mình sẽ để cho họ ba bàn một lời và họ tự đi mà nói với nhau, và mình sẽ là người ok tao cần một cái solution, tao cần chúng mày cho tao một cái next step từ đây, mà cả hai bên đều align on. Chứ mình không nên bao giờ ở meeting với bên A biết một cái này, sau đó sẽ lại come back từ bên B, và cứ come back and forth như thế, nó rất mất thời gian, và mình sẽ lose trust, bởi vì mọi người bảo là ô sao cái con này nó cứ nói những cái điều mà không đúng với team mình, và mình tự dưng mình sẽ thành một cái đối tượng mà bị blame. Nên tức là những cái công ty nào mà các bạn thấy là có politics hoặc có conflict within the team thì các bạn phải rất là nhanh trong việc lắp meeting và resolve cái conflict đấy, để mình không phải là người take blame. Thì đấy là một cái mà em nghĩ là nó hơi hơi personal về cái experience của em ấy, nhưng mà cũng muốn share để mọi người có thể, in case mọi người gặp phải trường hợp đấy. Thì đấy là những cái mà em nghĩ là nổi bật nhất trong người của em. Để em follow up luôn là đối với em top 3 things should do là em nghĩ hoàn toàn đồng ý với chị Lan và chị Mai, chị Mai là
Chị Nga, sorry. Và đầu tiên là mình phải create timeline và xem trong vòng 12 tuần đấy mình làm gì. Và khi mình có problem thì thường xuyên mình phải show off ra là ok, the problem mình sẽ supposed to giải quyết cái vấn đề đấy như thế nào và align với sếp của mình luôn ngay từ đầu. Chứ không thể nào một mình bắt đầu tự nghĩ rồi làm rồi đến khi đưa cho sếp thì lại không đúng ý của người ta. Doesn't make sense. Với cả em nghĩ là chỉ có 12 tuần mà trong khi 1-2 tuần đầu đã training rồi các thứ lại thì thật ra là mình chỉ có 10 tuần thôi. Thì mình để giải quyết vấn đề đấy mình rất ít thời gian nên mình phải make sure mình clear là trong khoảng thời gian này thì mình muốn làm gì và kết quả như thế nào. Cái thứ hai nữa là em nghĩ là tùy tùy internship ấy, thì mình phải show up the communications and presentation skill. Thì cái communication nó còn ở cái đoạn là mình go out, reach out to people, speak up during meeting. Đấy là những cái mà em nghĩ là mình đối với bản thân em thì em không làm tốt bằng các bạn domestic chẳng hạn. Thì mình lại càng phải kiểu push yourself out there để mọi người notice là con intern này nó cũng có cái điểm đấy, nó communicate tốt. Và thường thì đến cuối internship mình sẽ phải presentation, có một cái presentation thì mình phải chuẩn bị cái đấy thì bằng cách là mình phải kiểu có thể có những cái buổi one on one hoặc là cả với nhóm để mình có thể practice rất là nhiều. Thì mình phải có timeline rõ ràng là trước cái ngày đấy 2 tuần thì ta phải share cái deck cho mọi người để mọi người feedback, và sau đấy thì tao sẽ luyện tập practice presentation với người nọ người kia. Thì em nghĩ là cái đấy là cái điểm thứ hai em nghĩ rất là quan trọng. Và cái thứ ba, thing that you should do internship là don't afraid to ask questions. Like, it's so simple, but like, you only have like limited time, so ask questions. Mà một trong những cái em nghĩ là khi mà mình hỏi người ta thì người ta thấy mình coachable. Và cái thứ hai nữa là khi mình nhờ sức giúp đỡ của người khác thì thường là người khác cũng thấy cảm thấy more favorable và kiểu để ý đến mình hơn và kiểu cảm thấy ấn tượng tốt về mình hơn ấy. Thì em thấy kiểu nên nên hỏi trợ giúp khi cần và nên hỏi rất nhiều questions khi mà mình gặp vấn đề gì đấy. Và things should not do thì come back to that, thì là things should not do là cứ chỉ im im làm việc của mình và không kiểu show the presentation, cái việc mình đang present ở đây, mà mình phải lúc nào cũng phải be more active, là mình ok ta sẽ đặt giới thiệu meet and greet với người này người kia để người ta biết mình là như thế này. Đó cũng là câu hỏi của Nhung là làm thế nào để biết stakeholder là ai và người ta làm cái gì ấy. Thì đấy là mình một cái cách dễ nhất là mình meet and greet với người ta thôi, là hỏi người ta về công việc của mày là gì, scope của mày là gì. Đấy, thì và cái should not do thứ hai đối với em là mình set expectation cao quá rồi mình lại không deliver. Đối với em nghĩ mọi thứ thì nên là mình be practical. Một công nhận là lỗi của em là em thường hay kiểu nghĩ là mình có thể làm được nhưng cuối cùng là mình lại không thể làm được cái đấy, thì thật ra như thế lại còn bad influence hơn với kết quả của mình. Thế nên là mình phải phải có cho mình một khoảng thời gian gọi là buffer time gì đấy để mình có thể give cho người ta the best result. Đó, thế thôi ạ. Ok, chắc là tớ sẽ add luôn thêm vào mấy tips của Lan và của Ngọc thì có thêm một số cái. Cái thứ nhất là mình nghĩ là có build một cái supporting system. Nghĩa là khi mà các bạn làm internship thì chắc chắn là không thể nào các bạn làm tất cả mọi thứ một mình được. Mình sẽ cần phải làm sao để mình get used to và hiểu tất cả mọi thứ rất là nhanh, và cũng như là tìm được những cái expert ở trong team. Thì thật ra với mình thì mình nghĩ là có hai người khá là quan trọng trong cái supporting network của bạn. Thì đấy là một mentor, tức là một cái người cùng một cái role của bạn nhưng mà ở một cái vị trí senior hơn, có thể là trên một hoặc hai level. Thì những người này họ sẽ thường có những cái big picture thinking, họ hiểu về team, họ hiểu về project, và đôi khi họ cũng sẽ có cho mình những cái guidance và advice. Thì những người mentor sẽ là những người kiểu giống như là đưa cho mình direction, có thể mình đi theo một cái hướng dễ dễ phải chẳng hạn, nhưng mà có thể là mentor của mình, người ta sẽ gợi mở những câu hỏi để làm sao đấy mình có thể đi đúng hướng, có thể là mình sẽ phải đi thẳng thay vì là mình phải dễ phải. Người thứ hai đấy là một buddy, onboarding buddy, hoặc là một người buddy. Buddy ở đây là một người ngang hàng với mình ở trong team và là một cái người mà họ có thể trả lời những cái câu hỏi kiểu day to day, những câu hỏi mà mình nghĩ là ôi sao mình hỏi lại hỏi cái câu này mà người ta vẫn có thể trả lời và người ta không cảm thấy là bị gọi là quá là problematic gì cả. Thường thì với một số công ty họ có thể sẽ set những cái role này ngay từ đầu là manager đã cho bạn hai cái người này rồi, nhưng mà đôi khi trong một số trường hợp nếu mà onboarding plan của bạn
không có hai cái người đấy thì mình phải chủ động mình tìm kiếm, và ngoài ra thì mình phải cố gắng, có thể mình sẽ phải tìm những cái buddy ở bên ngoài nữa, ví dụ như là các bạn intern cùng khóa với mình này, hay là những bạn mà làm ở những cái team khác như cùng cái roles này, thì có thể là mình exchanging idea và làm sao đấy mình có thể tìm được những cái người gọi là top partners. Thì mình nghĩ là cái role thứ ba actually là top partners, tức là cái người mà mình có thể comfortably share những cái scrappy idea, những cái bản gọi là cực kỳ version one hoặc là version zero nhất của mình. Thì đấy là cái thứ nhất, là build một cái good supporting system. Cái thứ hai đấy là mình nghĩ là ngay từ khi mà quá trình làm project thì cũng nên xác định xem là ai sẽ là feedback provider cho mình at the end of the internship, bởi vì là kể cả cho dù during internship manager sẽ là người make the decision, nhưng mà thường likely họ sẽ có thể sẽ seeking feedback từ những cái người mà bạn đã làm việc cùng hoặc là interaction, ví dụ như là stakeholder, những cái người mà bạn customer, tức là any person mà bạn nghĩ là bạn thường xuyên interact kiểu gần như là on a weekly basis, để make sure là mình cũng phải có những cái good impression với họ, và maybe là put down những cái name đấy, bởi vì có thể at the end manager sẽ là người chủ động đi hỏi những người đấy, nhưng mà đồng thời nếu như mà bạn có manager của mình thì manager mình hỏi, và chị cũng hỏi luôn là em có thêm những cái tên nào khác mà em muốn add vào đây nữa hay không, thì trong lúc làm việc thì cũng nên write down ra là who could be potential feedback provider. Một cái cuối cùng nữa là mình nghĩ là make sure là bạn tìm hiểu những cái about company outside of your current orgs, bởi vì là rất nhiều khi mình kiểu tập trung, mình chỉ kiểu chăm chăm giải quyết cái internship của mình thôi, và mình chỉ làm việc và mình deliver thôi, nhưng mà thực sự là nếu như trong trường hợp bạn có một cái good return offer thì likely, nếu mà bạn là student program nha, likely có thể bạn sẽ làm một cái team khác chứ không phải là cái team mà bạn đang làm. Thế nên là nếu như mà mình có thêm thời gian kết nick gọi là network, tìm hiểu thêm gọi là org structure của business của cả công ty, thì có những cái line business nào đặc thù của nó là gì, có cái gì hay ho, thì ví dụ như sau này bạn có return offer thì cái việc mà bạn make decision về việc là nên làm ở đâu, team nào hay là cho những người nào thì nó cũng gọi là easier hơn một chút xíu, nên là cố gắng là spend some time to do network outside of your team to learn about the company. Ok, thank you Nga, Lan và Ngọc. Câu trả lời mình nghĩ là long longer than three things, right? Very long list. Nhưng mà mình thấy là đều là những cái điểm rất là đúng. Again là nó sẽ vẫn again nó cũng về việc là communication, rồi expectation, timeline và networking in and outside of your group, đúng không? Nhưng mà mình nghe thì câu trả lời các bạn thì nghe thì rất là strategic. Mình thực ra là mình nghĩ là mình cũng sẽ áp dụng được khá nhiều những cái feedback này as well, những cái advice này, kể cả trong cái công việc hiện hàng ngày nữa. Thì cái câu hỏi tiếp theo mà mình muốn hỏi chắc là nó cũng sẽ trả lời được câu số số 2 và số 4 luôn, đấy là how to shine and show off yourself ability during your internship. Lan, maybe là Ngọc đi, bởi vì Nga, yes, Ngọc trả lời trước nha. Vâng, thì em nghĩ show off thì có hai cái, một cái là về performance của mình và cái thứ hai là attitude. Và với em thì nhiều performance có thể là một cái mà mình chắc chắn là mình sẽ phải cố gắng rồi, nhưng mà cái attitude là một cái nữa mà nhiều khi mình bỏ qua ấy. Thì attitude ở cái chỗ là mình cố gắng, trong thời gian internship của em thì bọn em gặp rất nhiều vấn đề, nhưng mà cái attitude của em là mình vẫn positive về cái vấn đề đấy. Khi lúc đấy, cái đấy rất specific, là khi mà customer người ta feedback và người ta negative về cái deliver của bọn em, thì mình ok, mình là team member thì mình rất là positive về là ok, tao sẽ take it, và cùng với cả team của mình đã bảo tao thấy khách hàng nói thế này thì mày có thể cho tao lead cái này được không? Tức là nó là cái là mình take initiative, mình solve solve problem và mình chủ động để người ta để mình giải quyết vấn đề đấy. Và khi là bọn em có data problem thì em bảo là tao có thể work overnight, tao sẽ giúp mày giải quyết cái vấn đề này để mai bọn mình có data để mình làm tiếp. Tức là attitude ở chỗ là mình show off người ta là mình sẵn sàng làm giải quyết vấn đề, không chỉ với khách hàng mà với là giúp cho team move up the process.
faster. Thì em nghĩ là ngay cả trong công việc của em cũng thế, khi mà em có các team member thì em rất là đánh giá cao những người nào mà show off được cái attitude. Và again, như thế thì em nghĩ là nếu các bạn kể cả khi mà performance nó maybe not like the best among the group, but like you show off that you have the best attitude, thì nó cũng contribute khá là nhiều vào cái evaluation later. Chắc cái đấy là plus one đấy. Ngày xưa lúc mà em làm internship thì project của em là làm về một cái financial modeling cho một cái sản phẩm của công ty, một cái sản phẩm khảo nghiệm công ty. Khi đấy thì họ cái modeling của họ về mặt cost nó không được strong lắm, cho nên họ cũng tuyển intern vào để làm cái đấy. Thì lúc đấy là có những cái cost component mà ai cũng biết, nhưng mà không ai biết là làm thế nào để allocate giữa các cái product như thế nào. Thế cho nên là sau khi mà nói chuyện với rất nhiều stakeholder thì mình chả rút ra được cái gì cả, chỉ rút ra được cái là chả ai biết làm như thế nào hết. Cho nên là lúc đấy cảm thấy rất là mệt tắc và tuyệt vọng. Thì manager cũng an ủi bảo là không sao đâu, mày cứ kiểu do the best that you can thôi. Nhưng mà sau đấy thì mình vẫn cố gắng làm, và mình feedback lúc cuối cùng khi em present đấy là mọi người bảo là rất là persistent. Khi mà chưa get được cái answer đấy, rất là persistent và rất là cố gắng drill down, lúc nào cũng hỏi câu hỏi why why và drill down, nên mọi người rất là impressed với cái việc cái cách mà mình persist ấy. Thì đấy cũng là cái liên quan đến attitude. Thì đấy là cái mình cộng một với cả Ngọc. Cái thứ hai nữa là không biết là mọi người như nào, nhưng mà ở trong cái công ty ngày xưa của mình ấy thì nó cũng có một cái bias, đấy là mọi người cứ nghĩ là international student thường là rất ngại giao tiếp và ngại nói chuyện, đi chơi. Minus các bạn Ấn Độ nha, cái này hơi thật sự là rất bias, nhưng mà đúng là nó rất là applicable trong công ty cũ của em. Các bạn Ấn Độ rất là lăn xả và nói chuyện rồi các thứ, là các bạn kiểu chưa kịp mở mồm bọn nói xong rồi. Thế nhưng mà các bạn international khác thì thường là ít nói hơn, thường là observation nhiều hơn là speaking. Thế nên là cách để mình shine và mình show off nhiều hơn đấy là khi mà mình around những cái người key chẳng hạn, at least around những cái người key, nếu mà tốt hơn thì around everyone, nhưng mà at least around những người key như manager của mình này, hoặc là những cái người stakeholder của mình, thì mình nên show, mình nên nói nhiều hơn. Nhiều khi không cần thiết phải là lúc nào cũng nói về những cái liên quan đến công việc, nhưng mà là liên quan đến những cái chia sẻ cá nhân của mình này, hay những cái observation của mình về công ty, về về cái công việc này, hoặc về nói chung về cái project này chẳng hạn, hoặc là về thậm chí có những cái không liên quan đến công việc, nhưng mà mình lăn xả hơn trong cái communication của mình ấy, thì khiến cho người ta hiểu về bản thân mình hơn, và người ta cũng sẽ cảm thấy dễ dàng khi người ta chia sẻ idea với mình hơn. Cho nên là đấy là một cái mà không biết là có shy and show off được không, nhưng mà là một cái mình cũng nên practice và nên 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 làm as an international student. Thế còn một cái nữa đấy là em nghĩ là cái này thì đến bây giờ em vẫn đang gặp phải luôn, và đến bây giờ manager của em vẫn đang put là một cái point to improve của em. Đấy là again về mặt speaking ấy, tức là nhiều khi mình có rất là nhiều idea, mình nghĩ rất là nhiều, thậm chí thought process của mình go further than others, thế nhưng mà mình cứ cố gắng finish cái thought đấy, mà mình cũng cứ finish from end to end. Mình bảo là ok mình nghĩ ra cái này à, xong rồi mình nghĩ là phải làm nào nhỉ, xong cứ nghĩ, không có nói cả. Thì nhiều khi cái vấn đề đấy của mình ý, chưa ai nghĩ ra, nhưng có thể là khi mình đã nghĩ ra cái vấn đề thì sẽ có một người biết cái câu trả lời cho cái vấn đấy. Cho nên là đấy là cái power of teamwork, và đấy là lý do vì sao trong meeting chẳng hạn, hoặc là trong cái những cái buổi họp với cả team ý, mình nên nói ra những cái mà mình observe, để nhiều khi là họ không nghĩ ra cái đấy nhưng mà họ biết answer chẳng hạn, thì mình nên speak up để mọi người cùng contribute. Thì đấy là cái điểm mà em đang có trong cái improving plan của em, đấy là at least nhá, cái này là personal thôi nha, nhưng share at least là trong mỗi cái key meeting với cả một đội stakeholder hoặc với manager thì mình nên speak up at least 2 to 3 times. Doesn't matter what you speak, nhưng mà nên nói ra, nên chia sẻ quan điểm, nên chia sẻ idea, opinion, nên chia sẻ một cái gì đấy. Nhiều khi mình cứ nghĩ là mình chưa nghĩ ra được hết full story cho nên mình không share, thì nó sẽ khiến mình bị limit rất là nhiều. Cho nên mình cố gắng đặt ra một cái chỉ tiêu về mặt là ok mình nên share, mình nên nói, và cố gắng mỗi ngày mình theo cái chỉ tiêu đấy và theo cái plan đấy để có thể chia sẻ được nhiều hơn. Thì đấy là opinion của em. Đúng rồi, mình nếu mà mình chỉ nghĩ thôi thì chả ai biết là mình đang nghĩ gì cả.
Nhưng mà at least là mình nghĩ ra đến được khoảng tầm 2 phần 3 rồi thì mình nói ra là ok ta đang nghĩ đây nhưng ta chưa biết phải surface như thế nào, thì lúc đấy mọi người sẽ cùng contribute thì nó sẽ tốt hơn. Chị cũng đồng ý với cái point này. Không, chị chắc là chị không biết là Lan đã xong chưa thì chị có thể add thêm một hai cái point nữa. Ok, có hai cái point về cái việc là show off thì chắc là go back lại về hai cái mấy cái tiêu chí ban đầu của một internship thì mình nghĩ là có functional skills hoặc là technical, tức là functional skill và cái khả năng về deliver, project delivery, và cái point thứ hai là về coachability chẳng hạn. Thì cái thứ nhất là liên quan đến việc gọi là làm thế nào để mình showcase được về việc là mình có thể deliver được project, deliver được công việc trong cái capability, tức là về cái năng lực về công việc của mình. Thì mình thấy là chắc là mình sẽ chia sẻ trên hai quan điểm. Quan điểm hiện tại của mình bây giờ đang intern manager và mình cũng đang manage, thì bạn ấy có một cái bạn ấy làm rất là tốt, đấy là bạn ấy deliver results trong một cái thời gian time frame ngắn hơn so với mình expect và cũng như là với higher quality. Thì cái đấy chắc là for sure rồi, nhưng mà nói ra thì dễ nhưng mà có thể làm thì sẽ rất là khó. Nhưng mà quay trở về câu chuyện đấy là làm thế nào bạn leverage được cái supporting network của mình, tức là ví dụ như manager thì đưa ra một cái bài toán như vậy thì làm sao mình có thể leverage được những cái network, những cái bạn ở trong team hay thậm chí là các bạn làm intern khác chẳng hạn, các bạn ấy có những cái idea khác hoặc là có những người cho mình những cái ý tưởng để làm sao đấy để mình cũng finish được nó nhanh hơn và có hiệu quả hơn. Về cái góc độ của phía mình thì ngày xưa thì mình có ví dụ như chẳng hạn expectation của sếp mình sẽ là build một cái program và run a pilot and that's it. Thì mình có go above and beyond, thì thời điểm đấy là mình có it's interesting là mình dùng statistic và dùng statistic để prove là cái HR program của mình nó sẽ khiến mà chạy thì nó sẽ hiệu quả và nó có correlate với những cái chị liên quan đến như kiểu retention rate các thứ này kia. Thì thời điểm đấy là cái expectation không có, bởi vì người ta sẽ không expect là mình sẽ phải dùng kiểu HR analytics để mà prove một cái learning program. Thì lúc đó mình có reach out đến một bạn, thì bạn ấy cũng nằm trong chương trình HR LTP và bạn ấy nằm trong luôn cái team về people analytics và bạn ấy là một kiểu research scientist á. Thì bạn ấy có giúp mình kiểu go through là với những cái mẫu số như thế này, survey result như thế này, khi mình chạy ra thì kết quả nó như thế nào, kiểu bla bla, tức là nói ra thì kiểu trông nó rất là mơ hồ và kinh khủng, nhưng mà at least là mình prove được một cái là mình có một cái khả năng về functional capability nếu mà có thể. Cái thứ hai nữa là liên quan đến coachability thì mình nghĩ là liên quan đến collect và provide feedback. Ví dụ như là chẳng hạn như trong lúc làm việc mình thấy có những cái feedback nào của manager thì it's okay để make mistake, bởi vì thời gian đầu thì mình có thể mình chưa quen, nhưng mà cố gắng không để make cái mistake the second time. Thì có thể lần trước nếu như manager đã nhắc là ồ, khi mà em làm cái này thì em cần phải để ý cái này chẳng hạn, thì mình có thể take note à lần trước manager đã provide cho mình cái feedback đấy, thì có thể in the next one on one mình đã nói là oh, in the last meeting you have mentioned là tao cần phải để ý cái này, thì trong tuần vừa rồi tôi đã làm những cái này để tackle như thế này nhưng mà tôi đang tiếp tục keep track chẳng hạn. Thì cũng là một cách để mình showcase là mình có proper feedback và mình có thực sự là take care và mình cũng như là để ý với những cái gì mà họ share. Bởi vì in the end thật ra là trong quá trình internship thì 3 tháng rất khó để gọi là deliver và làm hết mọi thứ, nhưng mà at least là người ta sẽ muốn nhìn được là mình có khả năng về gọi là learn and be curious để mà mình có thể tiếp tục grow ở trong các vị trí sau này. Ok, thank you Nga. Một cái mà mình thấy khá là related đấy là cái point về go above and beyond á. Bản thân mình khi mà hiện tại khi mà manage team chẳng hạn thế, mình ấn tượng rất nhiều với các bạn mà think ahead, tức là ví dụ như là mình bảo các bạn làm A thì bạn ấy complete A nhưng mà sau đó bạn ấy còn go above that, thì thực sự là mình rất impressed với những cái bạn như thế. Giống như là ngay cả với mình cũng vậy thôi, khi mà mình làm việc với cả manager của mình đó, thì mình hay hỏi question whether it's enough, like is there anything else that we can do better. Thì cái đấy mình mà mình cũng thấy là cũng nhận được rất là good feedback từ 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 director manager trực tiếp của mình. Thì cái đấy mình nghĩ là một trong số những cái điểm mà các bạn sắp tới đi làm intern á, cũng nên focus. Mình nên gọi là gì nhỉ, hiểu cái mình có thể làm được cái gì. Don't over promise right, under perform, mà hãy cố gắng là under promise nhưng mà over perform thì nó sẽ much much better. Một cái câu hỏi mà các bạn cũng có hỏi ở đây á, đó là how to communicate with your managers, cho senior manager. Thì mình không hiểu là cái câu này, tức là bạn ấy muốn hiểu muốn ý là cái skip manager đúng không, tức là hay là cái manager trực tiếp của mình.
Thì mình nghĩ là maybe là sẽ trả lời cho hai hướng đi, với manager, direct manager và skip manager, gọi là executive đó, thì mình sẽ cần làm như thế nào? Nhìn Nga trả lời trước được không? Các bạn làm với Ngọc trong cái vẻ suy tư. Actually là tớ đang nghĩ là có thể maybe là tớ xin phép skip câu này, bởi vì thật ra là những cái point thì cũng nghĩ là cũng khá là repeated từ những cái phần ở trước ấy. Đấy là liên quan đến câu chuyện là communicate thì mình make sure là mình có showcase ra được là mình có coachable rồi, cũng như là liên quan đến việc gọi là communicate với cả manager thì mình nghĩ là kiểu không bring up problems mà bring up solution, có thể là bring up cái thought process là ồ tôi nhìn thấy có problem như này thì đây là cái solution tôi định làm chẳng hạn, thì mình nghĩ là đấy cũng khá là standard nên là mình chắc cũng không có add gì thêm, để maybe là có thể leave some time cho cái phần Q&A at the end of the session today. Ngọc và Lan thì sao? Có muốn ép thêm gì không? Thì hồi đấy em có làm một cái là cứ tầm một tháng thì em sẽ có một cái performance review với direct managers. Cái này là kiểu không require nhưng mà em muốn là nghe người ta feedback về tổng thể của mình như nào, how mình stand trong cái standard của người ta. Xong rồi sau đấy khi mà người ta ví dụ như là có những điểm mình strength thì mình sẽ cố gắng tiếp, còn những cái mà weakness thì mình sẽ cùng brainstorm với người ta là bảo là theo mình ta nên improve kiểu gì, và em có tạo ra một cái file Excel và kiểu em checklist những cái đấy để xong rồi share với người ta luôn. Và sau đấy thì cái solution đấy thì sau đấy sau khi lần checklist tiếp theo em sẽ bảo là đây đây là những cái ta đã làm mà mày có thể improve không, và như thế cũng là show cho người ta luôn là mình communicate với người ta thường xuyên để làm thế nào để improve cái performance của mình. Thì em thấy sau đấy thì ông ấy rất là thích cái kiểu đấy. Thì đấy chỉ là một cái tip của em thôi. Còn lại thì em thì nghĩ những cái point mình đã nói qua hết cho vấn đề này rồi. Thì không biết chị Lan có ý gì khác không? Em có một ý em được thôi, đấy là em rất care những cái on human side, tức là em lúc nào cũng sẽ muốn là những cái người trong công ty khi mà mình leave một cái internship thì người ta không chỉ nhớ cái work deliverable mình mà người ta nhớ con người mình nữa. Thế cho nên là ví dụ của em là at the end of cái internship của em ấy, thì cái ông VP của finance org là cái org mà em làm ngày xưa, ông VP tức là gần như là người cao nhất rồi. Em đã biết hết cái hành trình đi tour ngày xưa ông ấy lại là một DJ, tức là khi ông ấy là sinh viên trong trường ấy, đến khi ông ấy tốt nghiệp đại học rồi, và thậm chí là tận 5 năm sau khi ông tốt nghiệp đại học thì ông ấy career của ông ấy là DJ. Mãi sau này ông ấy mới thành finance rồi bắt đầu mới lên finance manager rồi finance director, finance VP. Mình đã nhớ hết tất cả cái tour đấy của ông ấy, mình đã nhớ là cái hành trình ông ấy làm tour như thế nào, mình đã stop được cái đấy từ LinkedIn, và mình đã có những cái buổi meeting thật sự là chỉ non work related thôi và ngồi nói chuyện với ông ấy về cái đấy. Và ông ấy cũng biết cái hành trình của em ở Việt Nam là đã start như thế nào, tại sao em đã start từ audit mà lại nhảy sang finance rồi nhảy sang PM như thế nào. Thì những cái đấy nó chả liên quan gì đến work deliverable cả, nhưng mà nó có khiến cho người ta có một ấn tượng rất là positive về mình, về cái việc là mình đã grow như thế nào, mình đã make cái journey của mình to the US như thế nào. Cho nên là em nghĩ cái đấy cũng là một cái rất là hay và khiến cho người ta nhớ. Thậm chí đến bây giờ bọn em vẫn đang keep contact với nhau, và ông vẫn bảo là mày có thể comeback lại đây khi nào mày muốn. Thì đấy là một cái mà khiến cho mình trở nên memorable hơn đối với người ta. Thì đấy cũng là một cái communicate đối với senior manager ấy, không cần thiết lúc nào phải nói về công việc. Chị cũng rất là thích cái point của Lan đó, tức là nếu như mình always like talk about work thì khi mà họ những cái sharing cũng như là những cái mà guide của họ ấy, nó sẽ more like đứng dưới góc độ là coworker đúng không? Còn nếu như mà mình share thêm cả những cái về một chút xíu về personal, tất nhiên là không too much personal, không không show là mình quá là invasive vào cái personal life của họ ấy, thì maybe actually nó sẽ show cái personal side, và có thể là họ sẽ support mình dưới góc độ là personal as well, tức là họ có cảm mến với mình và họ sẽ support mình để mình có thể là get cái internship like cái job offer after cái internship chẳng hạn. Thì mình có muốn một cái point mà cái interaction của mình với gọi là skip manager đó, tức là VP và even higher, tức là CFO, thì cái mình không biết là các cái mà mình thấy là kể cả các bạn là làm internship thì các bạn sẽ phải có cái manager management, tức là gọi là upper management đó.
thì các bạn không chỉ manage cái relationship với cả các bạn direct manager mà còn thậm chí có thể skip manager, director, VP and even like CFO as well. Thì cái mà mình muốn, cái từ cái experience của mình ấy, đấy là đối với những cái người mà higher up thì trong suốt cái quá trình mình làm internship hay là mình làm job chẳng hạn, thì mình cố gắng là mình sẽ set up ít nhất là một hoặc hai buổi với những cái người skip manager và executive như thế nếu như họ có thời gian. Và cái chủ đề mà mình có thể discuss thì có thể sẽ liên quan more đến like big picture hơn, tức là những cái liên quan đến về ok thì công ty hiện tại là đang run như thế nào, rồi là cái team của ta sẽ có thể support, sẽ contribute gì to cái business để có thể làm việc tốt hơn, và cụ thể là cái project của tao thì cái perspective từ từ direct manager thì có, nó sẽ thường là nó sẽ là impact từ tầm trung chẳng hạn, còn với những cái người như là CFO hay VP á, thì cái impact của họ 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 nhìn vô ấy thì nó sẽ là more like bigger picture. Thì khi mà mình có nhiều perspective thì cái delivery cuối cùng thì nó sẽ có thể là sẽ more like well-rounded, và nó come back to cái point là go above and beyond những cái mà mình đã communicate to direct manager chẳng hạn. Thì đấy là từ cái speaking up, từ cái kinh nghiệm của mình. Bây giờ thì mình còn khoảng 5 phút thôi, thì mình muốn open up cái Q&A cho tất cả các bạn. Maybe là mình sẽ extend khoảng 5 phút, nếu các bạn speaker có thời gian thì sẽ có khoảng 10 phút để Q&A trực tiếp đối với các bạn đang có mặt trong cái call này. Bạn nào mình có thể có một vài câu hỏi trong cái chat này ấy. Bạn nào không bạn nào muốn có question luôn thì có được raise hand. Yes. Mời bạn Khang. Khang có thể là unmute. Em cảm ơn chị Mai Anh với lại các chị đã chia sẻ trong buổi ngày hôm nay. Thì sắp tới em cũng có đi intern đó, thì mọi người em cũng có nghe mọi người chia sẻ, và em muốn hỏi thêm một câu là về cái personal mental health và well-being của mình ấy. Tại vì em nghĩ là khi mà mình mới vào công ty thì mình sẽ rất là bị overwhelming bởi tất cả các training xong này nọ, xong rồi chị Ngọc, chị còn bảo là chị làm việc overnight, rồi xong mọi người còn bảo là phải go above and beyond. Thì kiểu cảm thấy rất là có thể là thời gian đầu thì mình có thể là khá là struggle, thì làm sao mà mình có thể gọi là mình làm việc một cách balance hơn, làm một việc một cách hiệu quả hơn, và protect được cái mental health và well-being của mình ạ. That's a good question. To be honest, là thời điểm internship thì chị không protect được cái đấy. Và đấy cũng là một trong những lý do mà chị đã không làm tiếp con giao tình, to be honest. Thì chị nghĩ là đã làm internship là một cái gọi là điểm thử của mình có cơ hội để thử ở đây. Nhiều khi mình thử ngành nghề mình cứ tưởng là dream job của mình, nhưng sau đấy thì mình thấy không đúng thì mình có thể tìm những cái công việc khác. Thì chị nghĩ là mình give your best shot. Nếu mà mình thấy nó ảnh hưởng đến quá nhiều về mental của mình thì mình có thể switch mà, nên là nó không phải là end point. Cái này mình nghĩ là trước nữa mình cũng có add thêm một số cái point về cái mental health, thực sự cũng rất quan trọng. Lan hay Ngọc à, Nga có cái point gì khác để add thêm không? Em nghĩ là đối với internship thì cái key nhất vẫn là deliver được cái result mà họ expect thôi đã. Tất nhiên là trong cái quá trình mà mình làm ấy thì mình có thể khéo léo để biết là họ expect một và họ có thể nghĩ là ok above and beyond là ra 10 chẳng hạn. Nhưng mà mình trong cái việc mình communicate với họ, mình đừng promise là ok ta sẽ làm được 5 6 7. Mình cứ promise là ok by the end of this internship thì cái end result của tao là số 1 thôi đã. Và cái đấy đã là một cái mức mà to be honest trong 3 tháng mà để deliver được một cái result đã là rất là khó rồi. Cho nên là nhiều khi mình cứ aware mình biết thôi và mình bảo là ok tao hiểu là cái này sẽ phải làm được ra tận 10 cơ, nhưng mà đối với cái internship của tao mình phải set được expectation đấy rất là rõ, chứ mình có đừng có nói từ đầu ok mày nói 10 à, vậy thì tao sẽ để internship ra là 10 chết luôn. Cho nên là cái đấy là nó đòi hỏi một cái sự khéo léo trong communication nữa, và again đừng đừng over promise gì ngay từ đầu hết, cố gắng là làm được cái số 1 thôi đã và làm được rất là tốt, deliver được cái đấy rất là tốt đã là rất là impressive rồi. Và trong cái quá trình towards the end hoặc là
Thậm chí khi mà ví dụ như là chị chẳng hạn, thì là sau khi chị làm internship xong thì chị ngay ngay ngày mà chị kết thúc internship thì chị được nhận một cái offer để return trong năm 2, tức là chị làm thêm 10 tiếng mỗi tuần trong năm 2 cho cái công ty đấy. Thì mình nói luôn là ok, trong suốt 3 tháng tới thì tao hiểu là mày có thể mày mày và những người khác có thể benefit từ việc là mình có thể go above and beyond nữa, cho nên là trong cái thời gian mà tao được nhận cái returning offer cho cái năm thứ hai học của tao, tao sẽ làm cái này cái kia, thì đấy đã là một cái mình go above and beyond rồi, mình hiểu được cái đấy thì người ta rất là appreciate cái đấy. Cho nên là again, nếu mà được above and làm được thì làm, chứ cũng không nên đặt nặng cái đấy quá. Đấy là quan điểm của em. Thì đấy là cái câu trả lời của chị, không biết là Khang có relate không, nhưng mà đấy là personal experience của Em cảm ơn ạ. chị. Chị thì không Không. biết Nga có trả lời thêm không, thì chị cũng có một cái point trong cái vấn đề này. Point của tớ chắc là cũng nhảm thôi, chỉ là kiểu make sure là mình có thời gian để kiểu đi chơi và kiểu làm những cái thứ mà mình thích ấy. To be honest là hồi đấy thì mình có thực tập ở Amazon, thì thời gian làm project thì cũng có những lúc mình cảm thấy là mình phải thức ngày thức đêm, nhưng mà mình vẫn cày K-drama rồi vẫn xem phim như bình thường. Tức là cái gì mình thích thì mình cứ làm, thì mình cảm thấy là mình stress release ấy. Và thứ hai nữa là đi chơi, ví dụ như là networking hoặc là đi chơi và explore cái thành phố mà mình làm intern. Ví dụ như thời điểm đấy mình có mấy bạn intern nữa ở Seattle, thì bọn mình tuần nào cũng đi hiking, cũng barbecue. Tức là cuối tuần thì vẫn có connect với cả những người khác để mình có những cái niềm vui khác ở ngoài ngoài là trong công việc ấy. Và professional thì đấy là cách mà mình đã handle và deal với cả cái mental health của mình. Thì chị muốn em một cái point về cái Lan có mention đó, rất là đúng. Đấy là mình phải manage cái expectation, tức là mặc dù là chị có mention oh go above and beyond, mọi người bảo oh I have to go above and beyond, nhưng mà cái vấn đề là em có thể xét là cái điểm expectation cơ mà, đúng không? Ví dụ như là em có thể làm được 10 nhưng em chỉ promise là tao sẽ làm được 5, sau đó là above and beyond là từ 5 đến 10, thì actually là already in your capability, nhưng mà em chỉ khi mà em promise là em chỉ promise đến 5 thôi, thì khi mà em đã show lên 6 hay 7 thì đã là above and beyond rồi. Nên là không nhất thiết là em làm được 10 thì em promise 10 và sau đó em phải overnight rồi em lên 11, 12 thì that's too much. Thì một cái nữa mà chị muốn nói ấy, đấy là mặc dù là mọi cái việc overnight ấy, rồi là work overtime các thứ đó, thì nó cũng sẽ giống như là em phải xác định được cái gì là cái quan trọng với em. Như chị thì chị muốn nhấn mạnh là cái internship chỉ có 3 tháng thôi. Nếu như thực sự khi mà em vào mà em thấy oh this is like my dream job, this is the company that I want to work after graduation, thì em phải cố gắng. Cái này thì hơi plainly, nhưng mà nó đứng dưới góc độ của chị, nếu như là cái gì mà thực sự là mình thích thì mình phải cố gắng, và mình sẽ có một cái câu đấy là short term sacrifice, short term loss, long term gain á. Thì tức là trong vòng 3 tháng, ok, mình maybe là mình có thể sacrifice một chút cái thời gian về personal, rồi là một chút về cái time mình go overnight một chút xíu, nhưng mà nếu như mình có returning offer thì hãy nghĩ là next year mình sẽ không phải recruit nữa, và mình sẽ có full full year để chỉ có chơi thôi, thì that's like even better, right? Cho nên là nhưng mà trong cái case của Ngọc Ngọc Phạm chẳng hạn, thì cái work nó too much and nó consistently like long hours, then maybe là em phải ask lại là liệu cái career đấy, liệu cái job đấy nó có phải thực sự cho em hay không. Ok, maybe là one more question nhé. Bạn nào có muốn raise hand Có câu hỏi của bạn Vinh em thấy khá hay ở trong chat đó. ok. Vinh Vĩnh, không biết là tên là gì. Vinh Lĩnh. Thì Vinh Lĩnh có thể Vịnh, mọi người có thể hỏi direct manager, em hơi dè chừng khi em reach out với hire manager or people from câu hỏi làm thế nào reach out hire manager một cách tự nhiên nhưng DM vẫn feel safe about us. Câu này khó nha. Cái này nó cũng hơi weird, nhưng mà em đã bao giờ thử hỏi manager là tại sao chưa? Tại vì mình phải biết là tại sao họ dè chừng ấy. Vì ví dụ nhá, ví dụ như cái công ty ngày xưa của chị ấy, thì nó
thì again nó rất là political, cho nên nhiều khi họ cũng rất là không muốn những người mà chưa thật sự am hiểu, chưa tức là những người còn khá là inexperienced mà lại reaching out 2G để nói một cái điều mà có thể là không đúng hoặc là chưa phải là full story chẳng hạn ấy. Cho nên đấy là lý do mà ngày xưa manager của chị lúc đầu cũng khá là hesitant để chị có thể reach out đến những người khác, và thường bảo là khi nào mày reach out người này thì mày bảo tao để tao kiểu nói cho mày biết cái này cái kia đã rồi mày hãy reach out. Hoặc là có nhiều khi là họ cũng không muốn mình trở thành một cái, khi mà mình bảo là ok ta là intern đến từ phòng này, bây giờ ta đang muốn nói chuyện với mày về cái này, thì họ không muốn mình trở thành một cái đại diện cho cái phòng đấy để nói chuyện về một cái vấn đề gì đấy. Cho nên là họ sẽ rất là dè chừng, nhất là những công ty mà có political hoặc là những cái công ty mà họ không freely share among all the departments á, thì đấy là cái lý do mà sếp của chị ngày xưa khá hesitant. Đến đấy mình cũng hỏi thẳng luôn, mình chia sẻ trực tiếp, mình hỏi thẳng luôn là ta thấy nhiều khi là mày có vẻ hơi hesitant khi mà tao reach out đến những người như này như thế kia, thì mày có một cái lý do gì không, hay là mày có lời khuyên gì cho tao trước khi tao reach out không, có một cái path nào tốt hơn là tao tốt hơn cái việc là tao reach out trực tiếp điện thoại không. Thì đấy là cái chia sẻ của manager, thì mình cũng nói luôn là ok vậy thì bây giờ tao có những cái câu hỏi này mà tao cần answer, thì theo mày làm thế nào tao có answer nếu không phải là reach out, hoặc là nếu mà họ provide cho em một cái path khác, hoặc nếu không thì họ sẽ bảo là ok mày reach out cũng được, thì mình sẽ ghép được cái buy-in của họ trong việc là mình reach out đến người khác. Thì again mình phải tìm hiểu được cái đấy, thì mình mới biết được cái cách để mình solve như thế nào ấy. Thì còn đối với những cái thằng manager chuối tỉ mà nó kiểu nó có một vấn đề gì đấy về performance hay gì đấy mà nó không muốn mình nói chuyện với cả 2G manager chẳng hạn ấy, thì mình cũng again nói rõ với họ luôn, nói ngay từ đầu ấy, mình phải clear được cái ngay từ đầu luôn là tao gặp những cái người này để làm gì, tao nói chuyện với 2G manager để làm gì, cái phương pháp của tao là gì, và set expectation với họ là ok tao nghĩ là để làm được cái project của tao thì ví dụ như là một tháng tao phải nói chuyện với những người này một vài lần, at least là 2 đến 3 lần gì đấy, hoặc là một tháng tao phải nói chuyện với 2 người 1 2 lần gì đấy, purpose là như thế này để làm được cái job của tao, thì theo mày có ok không, có ổn không. Nếu mà nó bảo là không không ổn đâu, tao không muốn mày nói chuyện với cả 2 người manager, thì em phải hỏi là ok what's the alternative path for me, nếu mà tao không mày không cho tao làm như thế, thì em phải gọi ghét được cái alignment đấy ngay từ đầu, chứ em đừng work through it cả một cái internship ấy, bởi vì như thế thì nó sẽ rất là again nó không earn the trust của cái thằng manager đấy, mặc dù là nó rất chuối tỉ nhưng mà vẫn phải earn trust của nó. Đấy cho nên là chị nghĩ là again em phải tìm hiểu được cái lý do và phải align được với nó cái path để em move forward như thế nào, chứ em đừng tự tự nghĩ ra, vì khi mà tự nghĩ ra thì nó có thể là cái mà rất là detrimental và nó không 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 phải là cái mà cái thằng kia nó expect ấy, nên là đấy là Ok, thank you. Có một bạn nữa, không biết là Nga, Nga với Ngọc có add thêm gì cái point của Lan không? Mình thấy là rất là ok rồi. Thì maybe là just bạn Linh thì giơ tay, thì maybe là this is one last question before like we wrap up and close cái buổi hôm nay. Thì Linh có thể là unmute em. em cảm ơn mọi người hôm nay đã có buổi sharing rất là kiểu useful để trước khi bọn em start internship. Thì em cũng có một câu hỏi nữa liên quan đến cái communication giống như lúc nãy chị có chị Nga và chị Mai có chia sẻ, thì đó là về là việc mình communicate với người ta và mình get được cái vibe. Thì trong trường hợp của em ý, thì em thấy là em sẽ communicate với 2 người chính ở trong team, tức là một là VP và một là manager. Thì ví dụ như em thấy là những cái lần trước khi em trao đổi với manager thì họ khá là kiểu delay in response, thì em sau đấy thì kiểu mà trong khi đấy thì mình cần cần cái response của họ để mình có thể process tiếp các cái bước khác đấy, nên em thực ra em cũng hơi escalate lên trên VP và em chỉ email cho VP thôi chứ em không có include cái người manager đấy nữa. Thì chị có suggest gì cho em trong cái việc là để communicate với manager hiệu quả hơn không, và để họ kiểu pay attention hơn và trả lời cho mình thay việc là họ delay and respond, họ có thể delay maybe là 5 6 ngày. Em cảm ơn. Wow, that's a hot situation. Nga có thể expert trong vấn đề này có thể trả lời không? Chắc là cứ think through một chút xong rồi có gì, tức là cứ nói qua cái idea xong rồi có gì Lan với cả cà phê free to add in nha. Thì maybe là với câu chuyện về manager mà delay response ấy, thì thật ra là mình nghĩ là cũng không rõ là cái trường hợp của Linh thì là bạn ấy đã delay bao lâu và như thế nào. Thật ra mình nghĩ là có một số cái bước trước khi mà mình escalate lên, thì có thứ nhất đấy là maybe là khi mà manager delay thì có thể là họ đang có những cái blocker, hoặc là bản thân họ, ví dụ như bản thân họ đang có những cái dependencies khác mà họ chưa có thể gọi là
upload được cho bạn chẳng hạn, ví dụ như người ta cũng là đang waiting response từ stakeholder hay gì đó, thì cũng có thể là một trường hợp. Và thứ hai là cũng có thể bản thân cái người đấy người ta cũng đang không có perform hoặc deliver đúng cái role của họ. Nhưng mà at least thì mình nghĩ là bước một thì maybe không biết là bạn đã kiểu surface cái feedback, sorry không phải feedback mà surface cái email đấy chưa. Ví dụ như bạn hỏi manager, sau đó thì cái lần một thì mình có thể là hey, bring up this email to the top of your inbox, thì mình có thể email và remind lần một. Và lần hai thì sau đấy thì mình cũng có thể là hey, kiểu do you have any response or feedback, hoặc là mình ping họ qua cái các kênh khác. Ví dụ như là họ miss email thì mình ping họ on những cái chat channel để mà make sure là họ có thể nhìn được những cái comment của mình á. Thì thường là nếu mà với mình thì mình thường sẽ approach với hai cái đấy trước, trước khi mà ví dụ như là họ bảo là ok tôi không chắc là sẽ cần phải bạn cần phải escalate lên đi hoặc là trực tiếp reach out đi thì mình mới reach out ấy. Còn ít khi là mình kiểu đi qua manager và đến thẳng VP, bởi vì thật ra có một cái concerning honestly là không biết là mọi người có nghĩ giống mình không, là maybe là nó có thể break cái trust giữa bạn và manager, tức là bởi vì bạn đang không trust manager là có thể deliver hoặc là perform được á. Thế nên là nó cũng là một cái mà mình cũng sẽ cần phải cẩn thận. Chắc là sorry là mình cũng chưa nghĩ được là maybe là what is the best solution in this case, nhưng mà chắc là sẽ cần phải có những cái buổi nói chuyện thẳng thắn với manager để có thể provide feedback. Bản thân mình trước đây cũng có từng provide feedback với manager của mình rồi, và mình nghĩ là nếu mà thực sự bạn cảm thấy có thể là cần phải thay đổi thì mình cũng xem là có những buổi one on one, trong mấy one on one nói chuyện manager và provide feedback với họ xem sao. Ví dụ như là hey, là tôi thấy rất là appreciate bạn là bạn cũng có những cái project giao cho tôi như này kia, nhưng mà hiện tại tôi đang bị block bởi những cái A, cái B, cái C, và tôi hy vọng là trong thời gian tới thì liệu là bạn có thể kiểu provide response trong thời gian ngắn hơn được hay không hay như nào đó ấy. Thì nên có những cái gọi là one on one và direct conversation với manager trước khi là involve một cái người thứ ba trong cái relationship này. Không, rất là sorry mình cũng không có the best answer, thì feel free Lan và Ngọc thì nếu như mà có any better advice feel free. Em thì nghĩ là nếu mà trong trường hợp đấy mà mình gửi mail trực tiếp cho VP và không CC manager thì bạn đang rất là burn trust á. Tức là bạn nếu mà manager của bạn find out ra cái đấy thì bạn sẽ in a very bad position luôn á. Tức là như kiểu là mách lẻo á, kiểu mày không làm với tao thì tao sẽ mách với cả sếp kiểu. Cho nên là nếu mà là mình thì mình sẽ không làm như thế đâu. Những cái gì mà nó không phải là positive feedback thì đừng nên để người ta biết qua một cái channel mà người ta không được include được. Đấy là advice á. Thế nên ví dụ như là mình muốn communicate cái việc là họ đang delay cho higher level thì mình phải include họ. Bạn có thể làm một cái như kiểu là project update, một cái email project update, và cho đấy bạn CC cả hai người, bạn gửi cho cả hai người và bạn bảo là ok đang có những đầu việc như này, và việc thứ ba thì đang là kiểu pending feedback from manager chẳng hạn, ETA hoặc là date là một cái này chẳng hạn, và đấy là một cái common chat, một cái common forum để tất cả mọi người đều được involve và họ sẽ learn được, tức là VP sẽ learn được là cái này đang bị block bởi manager qua cái channel đấy, đấy là cái channel mà manager cũng được included. Chứ nếu mà bạn để cho họ find out được là họ đang bị mách lẻo ở một cái channel mà họ không được include được thì nói chung là cũng hơi hơi đúng đây, cho nên là cố gắng đừng đừng nên đẩy mình vào tình huống đấy. Không chỉ thế mà mình nghĩ là VP mà nghe cái đoạn đấy thì người ta cũng thấy concern ý, kiểu Ừ thế. đúng rồi, người ta thấy bảo là ok, có vẻ là relationship giữa hai người này đang không tốt, mà để cho cái đứa intern này nó lại phải get behind her back để get to me ở đấy, tức là người ta sẽ không nghĩ tốt về mình đâu, cho nên là hạn chế những cái trường hợp như đấy. Mình có thể escalate nhưng mà make it Chị có một cách. là sorry, let's go ahead. Chị nghĩ là nhiều khi có nhiều cách để get cái data đấy, hoặc là kiểu có một team member under managers mình có thể hỏi chuyện trước là kiểu ô dạo này người ta bận cái gì hay không, hay là nếu mà khi người ta không trả lời chẳng hạn, xong rồi mình có thể bảo nói chuyện thẳng với người ta là nếu mà mày bận quá thì có người nào khác tao có thể reach out để có thể lấy cái data đấy không, hoặc là mình có thể không có data đấy liệu có cái nào có thể relevant, comparable data để mình lấy được cái đấy tạm thời hay không, thì mình có thể tìm cách đấy trước. Và cách thứ hai nữa là nhiều khi email không phải là the best communication channel ấy, thì mình có thể through chat ấy, để mình nói chuyện với người ta hơn hoặc là gặp mặt trực tiếp như thế nào thì sẽ tốt hơn là trước khi mình escalate vấn đề ra. Thì chị cũng muốn muốn nói một chút xíu là maybe là thậm chí em put meeting ấy on their calendar
thì chị không biết là cái culture ở công ty của Linh đang internship thế nào, nhưng mà ví dụ như là ở Instacart chỗ chị làm chẳng hạn, hay là kể cả cái công ty trước đây của chị chỗ chị làm, là ví dụ mình muốn meet với ai thì mình look into their calendar họ free thế nào, thì mình book một cái time that's it, thì mình sẽ nói rất là easy. Còn nếu như trong trường hợp như là Linh đã already like send email to VP và đó, thì maybe là nếu như mà hiring manager chưa find out đó, thì trong cái next one on one thì maybe you can casually mention, hey, by the way là hôm trước anh chị đi hơi busy, em đang cần cái này, em anh chị chưa get back thì em có briefly mention hỏi to VB về where I can get the data etc, thì let them know, bởi vì nếu như mà họ mà find out to VP, that's gonna be like too bad. Ok, thì chắc là bây giờ cũng 15 minutes past cái time slot rồi, và chắc là mình cũng sẽ wrap up cái buổi hôm nay tại đây. Thank you bạn speaker rất rất nhiều. Thì nếu như mà còn các cái câu hỏi nào khác thì các bạn có thể reach out đến các bạn speakers, hoặc là có cái channels Vietnamese MBA đó. Mọi người chị thấy cái channel đấy super helpful, nhưng mà chị thấy mọi người có vẻ hơi 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 ngại để post lên thì phải. Hình như là bây giờ có cái anonymously posting rồi đó, thì ví dụ như là câu nào mà củ chuối quá mình không muốn lộ diện là ôi thì mình có thể post anonymously. Alright, good luck everyone. Hopefully là tất cả các bạn trong cái call này đã có internship và sẽ có returning offer. Và maybe là sau cái buổi này bạn nào có muốn sẽ có những cái buổi về tip to find internship ấy, thì bạn nào willing to share thì chị có thể reach out đến chị. Ôi chị ơi em muốn sharing, thì thì mình có thể invite cho những cái buổi sharing tiếp theo. Ok, bye 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 mọi người. Mọi Happy người, bye bye.